Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ lây lan dịch Covid-19 sau Tết Nguyên Đán. Sở Y tế đề nghị các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường ra soát và lập danh sách những người trở về từ nơi khác, người chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ để vận động đến cơ sở y tế tiêm ngừa Covid-19. Tối mùng 8 tháng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở Y tế nhận định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sự gia tăng mức độ giao lưu, đi lại của người dân trong và sau dịp Tết sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các quận, huyện, thành phố thủ đức các đơn vị giám sát chặt, phát hiện sớm các ổ dịch Covid-19, chùm ca bệnh có đặc điểm bất thường nhằm kiểm soát dịch sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương tăng cường ra soát và lập danh sách những người trở về từ nơi khác, người chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ để vận động đến cơ sở y tế tiêm ngừa COVID-19. Ngoài ra, các đội phản ứng nhanh thuộc HCDC cần có cảnh báo sớm khi phát hiện dấu hiệu bùng dịch của các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhằm khoanh vùng sớm và hiệu quả. Cùng với đó, các trạm y tế tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh cách ly và theo dõi y tế tại nơi lưu trú theo quy định. Đồng thời, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân, tăng cường giám sát phát hiện các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn tiến bất thường số mắc, số nhập viện, số tử vong, diễn tiến nặng bất thường. Lưu ý giám sát các trường hợp bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đối với các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, phòng xét nghiệm có xét nghiệm COVID-19, cần tăng cường ra soát, sàng lọc người có triệu chứng nghi ngờ. Khi phát hiện ca có dấu hiệu nghi ngờ biến chủng Omicron qua xét nghiệm RT-PCR, các cơ sở khám, chữa bệnh phải báo cáo ngay đến HCDC để thực hiện điều tra, xác minh và gửi mẫu thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 1 của dịch bệnh, duy trì vùng xanh hơn một tháng qua. Đến nay, thành phố có tổng cộng 92 ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron. Trong đó có 5 ca cộng đồng liên quan đến trường hợp một người nhập cảnh và không tăng thêm kể từ kỳ nghỉ Tết nguyên đáng đến nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!